Bà Rịa Vũng Tàu là vùng đất địa đầu giữ vị trí quan trọng trong quá trình khai phá và xây dựng vùng đất Nam Bộ. Trải qua hơn 300 năm lịch sử phát triển gắn với các di tích văn hóa lịch sử, hàng năm trên địa bàn có rất nhiều lễ hội được tổ chức. Các lễ hội lớn diễn ra thường niên, thể hiện nét đẹp nhân văn, một truyền thống văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần hình thành những sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng riêng của Bà Rịa Vũng Tàu. Thiên nhiên, lịch sử, văn hóa đã tạo cho Bà Rịa Vũng Tàu có tiềm năng phát triển du lịch dồi dào. Gắn với các di tích hàng năm trên địa bàn, có rất nhiều lễ hội được tổ chức. Hiện trên địa bàn tỉnh có 12 lễ hội truyền thống, trong đó các lễ hội lớn diễn ra thường niên phải kể đến là lễ hội Nghinh Ông Tháng Tam, lễ hội Trùng Cửu, lễ hội Dinh Cô, lễ dỗ ông Trần, lễ hội Miễu Bà Ngũ Hành, lễ dỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, lễ dỗ bà Phi Yến. Lưu dấu hành trình khai mở khu vực núi Nứa, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu là nhà lớn Long Sơn. Quần thể nhà lớn có đền thờ, nhà hội, nhà mát, trường học, chợ và lăng mộ ông Lê Văn Mưu, người lập làng xây nhà lớn. Gắn với quần thể di tích này có một số lễ hội, trong đó tiêu biểu là lễ Trùng Cửu. Lễ hội Trùng Cửu diễn ra vào ngày 9 tháng 9 âm lịch hàng năm, khắc họa bản sắc văn hóa tín ngưỡng của những người theo đạo ông Trần. Một đạo giáo rất đặc biệt, không xây chùa, không kinh kệ, chuông mỏ, chỉ đề cao tinh thần, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Trước lễ một ngày, nhà lớn tổ chức cho các bậc cao niên viết liễn câu đối. Sau đó, hương chức nhà lớn đem các bản liễn trang trí trên các khung cửa, cổng ra vào của nhà lớn. Tục viết liễn câu đối tại nhà lớn Long Sơn là sinh hoạt dân gian duy nhất còn duy trì ở phía Nam qua hơn 100 năm nay. Rất là cảm xúc khi những cái nét vẫn còn, những cái nét xưa mình vẫn còn giữ được. Lễ hội Trùng Cửu nhà lớn Long Sơn không quy mô chiên trống mà đậm dấu ấn bình dị của làng quê Nam Bộ. Tất cả mọi người tham dự lễ hội được nhà lớn phục vụ miễn phí từ chỗ nghỉ ngơi đến ăn uống rất chu đáo. Lịch sử nhà lớn ghi lại, khoảng năm 1900, ông Lê Văn Mưu cùng hơn 20 người trong gia tộc từ Hà Tiên tìm đến đảo hoang Long Sơn khai khẩn. Cuộc sống khấm khá, ông Mưu cho xây dựng nhà lớn, vừa làm nơi thờ cúng tổ tiên, vừa làm nhà sinh hoạt chung, có trường học, chợ, nhà bảo tồn ghe sấm. Chiếc ghe đã đưa ông và gia tộc đến vùng đất lành. Sinh thời, ông Lê Văn Mưu thường búi tóc, cởi trần, đi chân đất làm việc. Người dân quen gọi là ông Trần. Khi ông mất, trong dân gian hình thành tín ngưỡng đạo ông Trần, đạo thờ cúng tổ tiên. Vào ngày vía, tức ngày giỗ ông Trần 20 tháng 2 âm lịch và ngày Trùng Cửu 9 tháng 9 âm lịch, ngày tưởng nhớ công đức khai hoang lập làng của ông Trần, người dân địa phương và những người theo đạo ông Trần từ khắp nơi đổ về tham dự lễ hội. Quản lý điều hành hoạt động nhà lớn cũng như các lễ hội truyền thống tại nhà lớn đều là con cháu ông Trần qua nhiều đời. Nghi thức nghi lễ đều như vậy hết, coi như là hương chức thì 8 người thì cung kính để cầu nguyện, coi như rồi vậy cầu nguyện cho vạn dân bá tánh vậy thôi. Mỗi năm lễ hội Trùng Cửu thu hút khoảng hơn 100.000 bá tánh du khách về chiêm bái trải nghiệm. Một cái lễ hội thu hút rất là đông người, trong đó có những người là trong đạo của nhà lớn Long Sơn, và ngoài ra là còn có du khách ở khắp nơi nữa. Và một cái lễ hội rất là trang nghiêm, rất là trang trọng, và đặc biệt là các cô chú ở trong nhà lớn Long Sơn họ tổ chức một cái lễ hội rất là chặt chẽ, họ hướng dẫn chi tiết cho du khách cũng như là những người đến đây để mộ đạo đó đi thẳng hàng thẳng lối, và lễ cúng thì rất là trang trọng ạ. Đến đây tôi rất là tự hào và cảm thấy những giá trị đó càng phải được lưu giữ, càng phải được lưu truyền cho thế hệ mai sau. Ra đến đây là mình rất là vui, mình cái tin tưởng là ông phù hộ độ cho mình. Những cái lễ hội như thế này thì cần nên phát huy ra để thêm cho bà con các xứ người ta đều mỗi ngày người ta thêm người để người ta biết người ta về đây. Gây dựng cộng đồng xã tộc nơi cửa sông cửa biển, đánh bắt hải sản,
là nghề truyền thống của cư dân Vũng Tàu. Gắn với kế mưu sinh này là tục thờ cá voi mà ngư dân cung kính gọi tên cá ông. Vì theo quan niệm của ngư dân, cá ông chính là thần biển, luôn hiển linh trợ giúp ngư dân khi gặp tai ương trên biển. Đặc biệt, tương truyền vào năm 1831, có một cá ông rất lớn lụy ở bờ biển, bãi sau ngày nay, được ngư dân Vũng Tàu an táng. Sau đó, đưa ngọc cốt nguyên thể dài 18 mét vào đình Thắng Tam, lập lăng thờ phụng. Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam từ đó càng tổ chức quy mô, kéo dài trong 3 ngày 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch hàng năm. Duy trì bền vững, tổ chức long trọng, lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam thu hút rất đông khách thập phương lẫn khách du lịch và đã được nâng cấp thành một trong 15 lễ hội truyền thống đặc sắc quy mô của Việt Nam từ năm 2000. Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam diễn ra tại đình Thắng Tam Vũng Tàu vào các ngày 16, 17, 18 tháng 8 âm lịch hàng năm. Lễ hội này đã được các thế hệ ngư dân và cộng đồng dân cư Vũng Tàu duy trì từ hơn 100 năm nay với những nghi thức mang đậm nét đặc trưng văn hóa miền biển. Đối với thành phố thì chúng tôi qua cái lễ hội này là góp phần quảng bá cái hình ảnh du lịch của thành phố Vũng Tàu, đó là một thành phố du lịch sạch của ASEAN, và qua cái lễ hội này thì cũng thu hút cái khách du lịch đến với thành phố Vũng Tàu và góp phần là quảng bá cái hình ảnh của thành phố cũng như là thu hút cái lượng khách du lịch. Lễ hội gồm hai phần. Phần lễ có các nghi thức truyền thống được lưu giữ gần như nguyên vẹn qua bao đời như cầu ngư, rước kiệu nghinh ông, cúng dỗ tiền hiền và các anh hùng liệt sĩ, thỉnh sắc thần vào lăng ông Nam Hải, xây chậu đại bội, cầu quốc thái dân an. Phần hội có biểu diễn hát bả trạo, tuồng cổ, múa lân sư rồng cùng nhiều trò chơi dân gian gắn với sinh hoạt thường nhật của ngư dân và nghề đánh bắt như thi câu cá, thi đăng lưới, múa sạp, kéo co. Những năm gần đây, trong phần hội còn có sự đan xen của những trò chơi hiện đại để tạo không khí sôi động, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, du khách tham dự lễ hội. Tháng 2 năm 2023, lễ hội Nghinh Ông được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định vào dịp lễ hội Nghinh Ông tháng 8 năm 2023 chính thức diễn ra. Lễ hội Vinh Cô, còn gọi là Ví Cô, là một trong những lễ hội lớn nhất của ngư dân vùng biển Nam Bộ. Tương truyền cách đây hai thế kỷ, một trinh nữ tên Lê Thị Hồng quê ở Tam Quan, Bình Định, hay theo cha vào vùng Bà Rịa, Gò Công, buôn bán và rất yêu cảnh mến người, không muốn rời xa vùng đất phía Nam. Cô vào lòng nhân ái, nhưng chẳng may bị lâm nạn tại Hòn Hang trong một lần theo cha ra biển. Khi đó cô vừa tròn 16 tuổi. Người dân địa phương đã chôn cất cô trên đồi Cô Sơn và lập miếu thờ ngoài bãi biển. Sau nhiều năm, cô về báo mộng, giúp ngư dân làng vượt qua nhiều khó khăn dịch bệnh, giúp đỡ ngư dân có những chuyến biển thuận lợi, đầy tôm cá. Đến năm 1930, để làm cho danh hiệu Long Hải thần nữ bảo an chính trực, nương nương chi thần thêm phần rạng rỡ, ngư dân Long Hải dời miếu cô lên núi Kỳ Vân. Đây cũng là nơi Vinh Cô tọa lạc đến ngày nay. Lễ hội Vinh Cô diễn ra với nghi thức cổ truyền ngày càng long trọng, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Hàng năm, lễ hội Vinh Cô Long Hải thu hút hơn 100.000 người dân du khách đến chiêm bái cầu an. Sự tham gia cổ vũ của du khách làm cho lễ hội Vinh Cô Long Hải càng thêm phần náo nhiệt, hấp dẫn. Lễ hội không chỉ mang bản sắc dân tộc mà còn thể hiện ý nguyện của người dân luôn mong điều hạnh phúc, ấm no từ xưa đến nay. Nét đẹp truyền thống này sẽ được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ mai sau. Tháng 2 năm 2023, lễ hội Vinh Cô được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển loại hình du lịch tâm linh. Qua đó, góp phần phát triển du lịch của địa phương, phát huy tiềm năng lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch cho các nhà đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Những lễ hội truyền thống tại Bà Rịa Vũng Tàu có sự chủ trì hỗ trợ của chính quyền ngành chức năng trong tổ chức điều hành nên ngày càng quy mô mà vẫn giữ được nguyên nét truyền thống, đồng thời ngày càng phát huy giá trị lịch sử văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
và việc khai thác giá trị các lễ hội để phát triển sản phẩm du lịch đã và đang góp phần phát huy những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc trong định hướng chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.